Ngày 14 tháng 1 tại số 12 Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc phiên chợ Tết xanh quà Việt Xuân Quý Mão 2023 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp tổ chức. Phiên chợ nhằm kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp làng nghề truyền thống cả nước bày bán nông đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán của người dân. Năm nay, phiên chợ thu hút 60 doanh nghiệp với nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu người tiêu dùng dịp Tết 2023 như bánh mứt, trái cây. Các loại chả miền Nam như chả hoa, chả cá Nam Thụy, Trà Vinh, chả tươi quét từ cá đồng ở Đồng Tháp, Côn Đảo đến các loại chả bắc của làng nghề truyền thống Ước Lễ. Chị Nguyễn Thanh Huyền, phụ trách phát triển thị trường miền Nam của Hợp tác xã Nông Thương Đất Tổ Phú Thọ cho biết, để phục vụ thị trường Tết, mỗi năm hợp tác xã sản xuất vài chục ngàn bánh chưng đất tổ. Trong khi đó, chị Phan Thụy Minh Tú, đồng sáng lập công ty G-Op cho biết, công ty đưa ra thị trường hai sản phẩm chính là nhãn hương chi, Hưng Yên, sấy dẻo và xoài keo Long An sấy dẻo kết hợp muối ớt xiêm xanh, giá từ 40.000 đến 167.000 đồng một gói, tùy kích cỡ. Đại diện Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Bo Mỹ Hà Giang cũng cho biết, các đặc sản của tỉnh là trâu gác bếp, lạp xưởng gác bếp, heo đen gác bếp, mật ong bạc hà được người tiêu dùng chọn làm quà biếu Tết nhiều.